Cuộc đua vô địch ngày càng kịch tính. Câu lạc bộ Hà Nội 1 vẫn đứng sau Thành phố Hồ Chí Minh 1 chỉ đúng một điểm. Gặp chủ nhà Phong Phú Hà Nam ở lượt trận thứ 12. Câu lạc bộ Hà Nội 1 và mục tiêu 3 điểm để gây sức ép với đội đầu bảng. 18 giờ ngày 21 tháng 10, Hà Nội 1 gặp Phong Phú Hà Nam trực tiếp trên VTV5. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem.